phải lần lượt mở phong bì trái và phải. Vương lòng dịch câu sau đây. Tôi muốn mua nhà. À, tôi muốn mua nhà. Hãy đọc mọi dịch câu tiếng Trung này. Thái tại thuê nếu. À, anh ta đang thổi con bò. Vì sao? Có phải bạn học tiếng Trung là vì muốn trên một thông dịch viên? Có phải mà học tiếng Trung rất nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa dịch tốt được? Nếu như phải thì hãy xem video này nhé. Vậy thầy ơi, để mình trở thành một phiên dịch viên tiếng Trung chuyên nghiệp thì mình cần trang bị những gì ta? Vậy thôi. Thứ nhất là mình cần trang bị là kiến thức tiếng Trung vững chắc. Thứ hai là mình phải hiểu về cái đời sống văn hóa của người Trung Quốc. Nếu như mình không hiểu họ thì mình làm thế nào mà dịch tốt được luôn nọ. Ví dụ đơn giản thế này đi ha. Ví dụ cụm từ là xào sen rộ, mình dịch sát nghĩa là thịt tươi nhỏ đúng nọ. Nếu mà mình không hiểu văn hóa của họ, mình chắc chắn sẽ dịch là cục thịt tươi nhỏ. Tại vì xào là sen là tươi, rộ là thịt. Nhưng mà trong cái văn hóa của họ, xào sen rộ là cái ý chỉ những người mà đẹp trai, soái ca mà còn trẻ nữa. Xào sen rộ. Hoặc là chữ lư trà, nếu mà mình nhìn chữ đi, cái ly trà xanh. Nhưng mà cái ly trà xanh bây giờ còn có nghĩa là tiểu tam, người thứ ba trong cuộc tình đó. Lư trà, đúng nọ. Nếu mà mình không hiểu văn hóa nó thì mình làm thế nào mà dịch tốt mấy từ này được. Nhưng mà cái điều mấu chốt ở đây, mình dịch không tốt được không bao giờ là mình thiếu từ vựng hay là không am hiểu văn hóa. Bởi vì những điều đó mình phải tra từ điển hay là học hỏi từ người này người kia, mình sẽ đoán được. Nhưng mà cái điều mấu chốt chính là cái não mình cứ đủ linh hoạt, đủ cái minh mẫn để phán đoán là cái câu này trong ngữ cảnh nào, trong trường hợp nào, để mình có thể chọn đúng từ đó ghép vào câu đó. Đó mới cái điều tiên quyết nha. Và đặc biệt là trong tiếng Việt có rất nhiều trường hợp chỉ dùng đúng một từ thôi, một từ mà dùng cho 2, 3, 4 ngữ cảnh khác nhau. Với trường hợp đầu tiên ha, cái chữ lại. Chữ lại này trong tiếng Việt có 2, 3 ngữ cảnh này. Ngữ cảnh đầu tiên, chữ lại trong trường hợp là nói lại một lần nữa, thì trong tiếng Trung mình sẽ dùng chữ tại. Tại số gì bạn. Hoặc là trường hợp thứ hai, chữ lại trong trường hợp là tôi không ngờ cô lại làm như vậy, thì chữ lại này là sự bất ngờ đúng không? Thì trong tiếng Trung dùng chữ "竟然". 我没想到你竟然这么做. Ok mà. Chưa hết đâu, còn nữa. Trường hợp thứ ba, chữ lại trong ngữ cảnh là ngược lại, trái ngược lại. Ví dụ như là ai cũng thích anh ấy nhưng tôi lại không thích. Chữ lại này trường hợp trái chiều, trái ngược lại nữa. Thì trong tiếng Trung dùng chữ "却". 谁都喜欢他，我却 不喜欢. Có phải là rất là vi diệu đúng không nào? Và đó là cái điều mình nên chú ý trong quá trình mình học tiếng Trung, hay là về sau mình trong công việc, trong công ty Trung Quốc, hay là mình làm thông dịch viên, hay là làm hướng dẫn viên, mình cũng nên chú ý là cái ngữ cảnh và cái trường hợp. Bởi vì dù sao cũng là hai ngôn ngữ khác biệt nhau mà, chắc chắn có sẽ có điểm chung và điểm khác biệt thôi mà. Ok là hôm nay thế thôi nhé. Và nhớ đừng quên nhấp chuông đăng ký theo dõi Lão Sĩ nhé. Tạm biệt.